sau Hyundai Stargazer, thì mới đây mẫu MPV mới Kia Carens 2023 dự kiến chuẩn bị ra mắt ngay, trong tháng 11 này. Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam vẫn tiếp tục sôi động hơn nữa với sự xuất hiện của chiếc MPV Kia Carens 2023 mới, đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Spander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer vừa được ra mắt. Dù Mitsubishi Spander và Toyota Veloz Cross đang là hai cái tên chiếm lĩnh phần lớn thị phần, nhưng phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam vẫn không ngừng sôi động với sự xuất hiện của Hyundai Stargazer vào cuối tháng 10 vừa qua và ở tháng 11 này sẽ là Kia Carens 2023. Cụ thể, mẫu MPV này được các đại lý nhận cọc từ tháng 9 với thông tin sẽ ra mắt ngay trong tháng 10, nhưng có lẽ vì một số lý do, Kia Carens 2023 không thể không lùi ngày ra mắt. Mới đây, có một số tư vấn bán hàng cho hay, mẫu xe này sẽ được giới thiệu vào ngày 11 tháng 11 tới đây và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào tháng 12 sau đó. Hiện tại, danh mục sản phẩm trên trang chủ của Kia Việt Nam cũng đã cập nhật thêm hạng mục MPV nhưng còn để trống, dấu hiệu cho thấy Kia Carens 2023 đã đến gần ngày ra mắt. Khác với Hyundai Stargazer, Kia Carens 2023 không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới. Carens lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2007, nhưng đến năm 2016 đã bị khai tử để thay thế bằng Kia Rondo. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Kia Rondo đã chìm sâu trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, nên Thaco đã quyết định vực dậy Kia Kerens bằng phiên bản mới nhất. Mẫu MPV Kia Kerens 2023 thuộc thế hệ thứ 4 mới nhất. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ giống với Kia Celtis, và theo như thông tin trước đó từ phía đại lý, Kia Kerens 2023 sẽ được mở bán tại Việt Nam với 5 phiên bản cùng giá dự kiến giao động trong khoảng 750 triệu đồng 850 triệu đồng. Nếu quả thực giá bán chính thức của Kia Carens 2023 được chốt khớp với dự kiến, mẫu xe này sẽ gặp bất lợi trong việc cạnh tranh, bởi các mẫu xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện tại đều có giá niêm yết nằm dưới 700 triệu đồng. Dự đoán này hoàn toàn có thể xảy ra bởi như ở thị trường Indonesia, Kia Carens 2023 được vén màn vào tháng 8 vừa qua, cũng có giá bán đắt hơn hẳn các đối thủ như Mitsubishi Spander, Toyota Veloz, Cross, Hyundai Stargazer, Honda BZV hiện vẫn chưa rõ trang bị, cũng như động cơ của Kia Carens 2023 sắp mở bán tại Việt Nam, nhưng như ở thị trường Ấn Độ, xe có 3 tùy chọn động cơ bao gồm cả máy dầu còn tại Indonesia, mẫu xe này chỉ 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số vô cấp thông minh IVT sản sinh 115 mã lực và 144 Nm. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.